Thành phố West Hollywood khởi động những nỗ lực thực thi lệnh mang khẩu trang bắt buộc nơi công cộng. Lực lượng tuần tra được điều động để đảm bảo là mỗi người dân đều phải tuân hành lệnh, dù họ là nhân viên quận, cư dân địa phương hay doanh nhân. Hiện nay, lệnh này nhấn mạnh đến giáo dục hơn là trừng phạt. Cảnh sát đầu tiên sẽ giải thích luật và trao tặng khẩu trang. Họ sẽ ký giấy phạt nếu không tuân thủ. Tiền phạt từ $300 nếu vi phạm lần đầu tiên, cho đến trên $500 nếu vi phạm lần thứ tư. Đây là lệnh phạt hành chính, không phải truy tố hình sự. Việc cưỡng hành được thực hiện tiếp theo một lệnh của thống đốc California, buộc mọi người phải mang khẩu trang bên trong và bên ngoài những nơi công cộng trên toàn tiểu bang. Oh, completely understandable. But when you're out in public, we are enforcing. Thank you, ma'am. We appreciate it.